sẽ hiểu. À, mày kiểu cái con kiểu mấy chỗ quần thân ta rồi đó. Không qua không mày kiểu không á. Thế là bên đầu cơm ăn với cái tương ngon hơn không? Đấy. Tôm 30 á chị. Đúng 5 giờ bay hay 5 rưỡi? Đây con ấy à, con để theo tôi dưới cái về luôn à? Dưới dưới hả? Gửi trên máy lên rồi anh dùng gửi dành ra cái đứa tên chờ luôn rồi. Mẹ về mẹ làm phải cái thủ tục xong rồi mẹ lấy con tôm ngày 2 ngày cho mẹ. Đi đi đi.
ra Đà Nẵng ở lên đấy nhưng giờ đó không lên được đó đó ở đây. Em đây. Mai em chưa đi ra lại con xe con đi. Em chưa chưa trưa mai em mới đi 1 giờ. Thì trưa mai à làm cơm thì ra đâu có làm cơm con mới đi về. Dạ, trưa đi mai nhà xem thử mà 11 giờ nhá. À là 11 giờ ăn hả? Dạ, 11 giờ ăn đi. Dạ đi 1 rưỡi là em với Kim Anh đi về ra lái để chiều đi thành phố. Ăn món gì đâu? Thôi thì ăn đi rồi ăn cơm bình thường thôi. Ăn cơm bình thường thôi chứ đừng có làm gì hết. Ăn cơm rảnh thôi, nấu canh chua, nấu ăn này thôi bình thường thôi. À nấu canh chua nhá. Dạ, nấu canh chua đi. Dạ. Dạ, đây rồi mai đây, rồi cho em lại. Mai 10 giờ em lại nhá. Dạ. Hả? Em lấy đi gọi đâu vậy? Nhá. Dạ. Chào em.
nào chơi? Ở dưới đây hả? Ở dưới đây thì ở Đà Nẵng về cháu về đây khoảng mai thì mới về Gia Lai. Mai về Gia Lai. Ừ. Thầy bay đi bay lại liên tục hả? Không, không bay liên tục đâu. Giờ đi chơi cứ ít đi. Là kém khỏe không? Công việc tốt đi. Dạ, thì tụi em công việc thường minh mẹ. Ờ, thế thì công việc cứ cho xuống quả đó con thầy chứ. Ừ. Bà cháu học phải học ra trường chứ hay? Dạ, một đứa học ngoài thương ra trường rồi, còn một đứa đang học học viên thị sản mấy năm ba. Ờ, chào, chúc mừng thật đó, hey, may thật cho cả em cũng tuyệt vời đó. Đấy, nhất rồi đó. Nhất rồi đó. Cha mẹ nuôi mình cho mình nuôi con mình thôi. Sao em? Thì để cho nó hiện chứ chứ trời chứ dưới đất quá với lắm mất rồi. Thế quê ta chuyện là chứ chính là giờ lấy sổ mấy chị không có. À thấy được. Được đi vào được. Vừa nào. Thì để đó chúng ta nó bự bự chứ chứ dưới đất quá em nhìn nhiều gì quả sợ. À, vừa nay thì vừa nay đang lộn xộn lắm. À đang lộn xộn quá. À. Vừa nay ở